Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an, luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Như vậy, kể từ mốc này, tất cả người dân làm thủ tục để cấp thẻ căn cước sẽ được lấy dữ liệu sinh trắc học mống mắt cùng với vân tay và ảnh mặt. Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong trường hợp không thu nhận được vân tay của một người trong các trường hợp khuyết tật vân tay bị biến dạng. Kết hợp với các yếu tố sinh trắc như khuôn mặt, dữ liệu sinh trắc mống mắt là cơ sở triển khai hiệu quả luật giao dịch điện tử, nên điều này là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.